Xin chào tất cả mọi người, chào đại gia đình nha. Thì tiếp tục lắng chia sẻ cái vườn xả này. Thì cái vườn xả này từ lúc đầu trồng cho đến bây giờ Tấn cũng chia sẻ nha. Đấy là bên ông bà già trồng đó. Thì có bạn hỏi là cái xả này mình trồng 6 tháng nó sẽ lớn như thế nào nha. Đấy, vườn xả này thì nay 6 tháng, hơn 6 tháng rồi nha mọi người. Mình cũng không có định ngày. Thì mình nói thì chắc chắn là hơn 6 tháng rồi. Thì khoảng 1 tháng nữa là thu hoạch nha mọi người. Khoảng 7 tháng mấy, 8 tháng là thu hoạch đó. Thì thời điểm cái cuối cuối mùa mưa này là thu hoạch thôi. Tại vì ông bà già không có tưới được thì thu hoạch nha mọi người. Còn nếu mà mình có tưới được thì mình tưới nó sẽ tăng lên một bụi khoảng 1 ký nữa nha. Người xem này. Đấy, bây giờ xả nó cũng đang vào củ rồi. Ở trên nó cũng có trái cái đầu lá mọi người thấy nè. Thì không có xịt được nha. Nếu mà mọi người xịt á, thì nó không có cháy đâu. Cái này thì cái hôm mà nằm tầm khoảng 4 tháng á, 3 tháng rưỡi 4 tháng thì có xịt. Xịt thì khoảng 2 tuần sau nó đẹp lắm cả nha. Bây giờ khoảng 2 tháng nay nó lại bị cháy đầu lá lại nữa nè. Thì cái núm này nếu mọi người xịt thì xả cũng dễ thôi. Mọi người nếu mà trồng á, thì mọi người có thể xịt cho nó khoảng 2 lần là mọi người thu hoạch. Hôm nào cái đường đi là mọi người thấy nha. Hôm nay cái đường nè, kín bưng luôn. Mình đâu có thể chen vô. Đi là phải mặc đồ dài chứ không mình càng vô là cái lá xả nó cắt ngứa lắm. Đấy. Rồi nhìn thấy đã không? Kín bưng hết. Xả thì Tấn có chia sẻ nhiều video rồi, thì hôm nay chia sẻ tiếp tục. Cái này thì lúc mà nó còn nhỏ sạc cỏ mọi người cứ sạc sạc cỏ rồi mọi người sạc sạc rồi mọi người kéo đất vào gốc đó luôn nha. Giống như là mình kéo mình dung đất vào gốc này. Đây. Đây còn có mấy bụi gừng cái ớt nữa. Ở trước còn một miếng nữa. Năm ngoái miếng này bán, đây là mình quay từ đây cho mọi người xem. Đấy. Đấy, nó vuông qua đây. Đấy, nó tới đây. Đấy, nó về tới đây là hết nha cả nhà. Năm ngoái miếng này ông già bán 12 triệu nha mọi người. Thì không có đào được, năm nay không biết giá cả như thế nào. Thì cả người biết rồi đó. Cỏ thì chỉ có sạc sạc lúc nhỏ thôi. Lúc mình trồng thì mình xịt nha. Mình xịt cỏ, xịt diệt mầm. Mình trồng xong rồi nó lưa thưa cỏ là mình sạc. Một hai lần gì đó là rồi luôn. Cái lúc là mình bỏ phân là mình sạc cỏ luôn đó. Mình dung đất vô luôn. Mình kéo đất vô để cho nó phủ gốc xả cho nó mau lớn. Với lại để mình lắp phân luôn. Đấy. Coi như là vườn xả 7 tháng tuổi. Từ ngày ra giống đi. Một tháng nữa thu hoạch là coi như 8 tháng. Người thấy đẹp như ý. Cái này là hôm đêm bữa là ông già xịt qua qua là có 2 bình thuốc thôi nha. Nó chỉ cháy lá là vậy thôi mọi người. Nó vẫn phát triển bình thường. Xả mà. Nhiều khi sương muối hay là nó bị khô vằn gì đó. Thấy cái gốc của nó này. Như cái gốc này là giờ này khoảng tháng nữa lên củ là từ 3 kg đổ lên hết nha cả nhà. Hiện tại bây giờ là không có bụi nào dưới 2 kg đâu. 3 kg như mấy cái bụi lớn lớn như cái hàng mình đứng đây như cái bụi nè. Ngoài ngoài tốt nè. Là 3 kg đổ lên không. Mà 1 tháng nữa là nó có sẽ lên là 4 kg nha. Còn như ở trong nhà Tấn thì Tấn làm khác. Tấn thì cấy thưa. Không có cấy đông đặc về cái sen trong vườn cây. Thì cứ khoảng nằm tầm... Một bụi là nằm tầm khoảng 6-7 kg không nha mọi người. 6-7 kg. Cứ lấy khoảng 4 bụi là 30 kg rồi đấy. Còn cái này thì nó không có tới đâu. Có gì thì giao luôn bình luận bên dưới nha mọi người. Đấy, chúc mọi người luôn thành công nha. Thích về trồng trọt thì cho Tấn xin một like với một đăng ký nha cả nhà. Tấn kết thúc video đây.